Có thể. Thật ra thì nói tới đây thì là em cũng chia sẻ một chút xíu, đó là đây là một cái quán, một cái hình thức kinh doanh mà em gọi đó là cái kỷ niệm của ba anh em. Tại vì nhà em là có ba anh em trai, em là nhỏ nhất. Ngày xưa lúc mà em mới bắt đầu sinh ra thì là ở nhà ba với mẹ đã bán cái món cháo đó rồi. Tức là cái món cháo đó nó gắn liền với ba anh em, nuôi ba anh em lớn lên ăn học. Đó, cho đến bây giờ thì cái quán cháo đó đã đóng cửa rồi, là đã mấy chục năm rồi. Cho nên bây giờ khi mà ở lại đây thì ba anh em với mỗi người làm một lĩnh vực khác nhau, ít có thời gian mà ngồi lại với nhau nữa. Anh em trai nữa, đôi khi thiếu tiền thì ok mượn hoặc là trả thôi, cho tiền này kia thôi, cũng ít khi nào mà ngồi lại ngồi tỉ tê nói chuyện với nhau. Thì thôi em nghĩ đây cũng là cái dịp mà để mà cho ba anh em có cơ hội mình tụ lại với nhau. Đó là một cái quán cháo kỷ niệm của ba anh em. Ba anh em mới là mở cái quán cháo đó. Ông thí dụ ba mẹ có nghe thấy cũng vui. Em biết không, trong con người của Liêm Bình Phát có lẽ có rất nhiều góc độ mà anh chị cũng chưa được tiếp cận nhiều. Nhưng em nghĩ em luôn đoán là có một cái góc như thế này bên trong con người cái cậu này. Và chính cái góc này á, dẫu là cậu có thể hiện ra hay không á, làm cho khán giả yêu cậu ấy. Trong mọi thứ mà Liêm Bình Phát làm đều có cái tình trong đó. Tha thiết được là người dẫn chương trình, tha thiết được giới thiệu về văn hóa Việt Nam, tha thiết được đóng trong một bộ phim mà nó cũng có liên quan đến cái điều đó, và tha thiết muốn mở một quán, không phải hẳn là vì lợi nhuận hay là điều gì cả, vì cái tình, vì cái tình, cái tình. Vì cái tình. Vậy thì sau Song Lan rồi sau cái game show đó thì Lê Minh Phát làm gì nữa? Sau Song Lan và sau cái game đó thì tính ra là cái này cũng mốc 1 năm. Trong 1 năm đó thì em vẫn là em của trước kia thôi, vẫn là hàng ngày đi tập thể dục, vẫn trau dồi kiến thức, vẫn học tiếng Anh, vẫn làm mọi thứ và vẫn có những cái sở thích của mình. Bên cạnh đó thì có nhiều cơ hội hơn đến với mình ở lĩnh vực kỹ thuật. Ví dụ như được tham gia game show ngồi đây cùng nói chuyện với chị, anh chị đây. Nếu mà trước đó thì làm sao mà có cơ hội ngồi đây được. Đó. Cũng giống như vậy, cũng có nhiều cái cơ hội giống như vậy. Thì nói đúng hơn là trong 1 năm nay thì em đã dần dà tiếp xúc với nghệ thuật nhiều hơn. Ở không bằng cách này thì bằng cách khác, không bằng phim thì bằng game show. Nhưng mà dù gì đó cũng là cái bước đầu tiên em đã đạt được rồi. Em nghĩ là mình cần phải muốn được làm nghệ thuật. Em đã cân nhắc bao nhiêu lâu? 1 năm, 2 năm rồi. Cân Em nhắc. cân nhắc đến bao giờ nữa cho đến khi em xuất hiện lại trong một tác phẩm nghệ thuật thực sự? Thật ra là em cũng có những dự án điện ảnh mà em cảm thấy là nó thích hợp với mình, là mình sẵn sàng đi casting. Có những phim mà họ mời nhưng mà em thấy là em không thầm làm tốt được cái vai đó, là em không tham gia được. Cho nên là trong suốt một cái quãng đường đó thì em có nhận được những lời mời nhưng mà em không tham gia. Em có được gửi hộ em gửi profile đi đi casting nhưng mà không đậu, nhưng mà không đậu. Em Chị vẫn cảm thấy rằng làm miệt mài là công việc của em. em đang lưỡng lự hơi lâu đó. Bởi nay anh nói chúng ta bắt đầu từ số 0 thì chúng ta cũng chẳng có gì để mất. Xin chào anh Lê Minh, là chị Cát Thi Miêu cùng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giả Mạo. Liêm Bình Phát sinh ngày 25 tháng 1 năm 1990. Khởi đầu là một MC không được nhiều người biết đến, nhưng anh bất ngờ nổi lên như một hiện tượng sau vai diễn Dũng Thiên Lôi trong phim điện ảnh Sông Lai của đạo diễn Lê Ông Lê. Tác phẩm đã giúp anh có được giải thưởng nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất của Ngôi Sao Xanh, nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh của Cánh Diều Vàng, diễn viên mới xuất sắc của Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Sau đó, anh đã xuất hiện trong hàng loạt các game show truyền hình và có được sự yêu mến của đại đa số khán giả trẻ. Liêm Bình Phát đã được ví như một mầm non mới vú của làng giải trí Việt. Lý do cho sự thành công bất ngờ đó là gì? Là tài năng hay chỉ là may mắn? Và liệu sau những thành công đó, Liêm Bình Phát có còn trụ lại trong showbiz Việt luôn đổi mới hiện nay? Em thấy số phận thú vị không? Dạ. Cách đây không lâu, quý vị biết không, là cái bạn này là thí sinh vòng loại của một cuộc thi về người dẫn chương trình. Tôi vẫn còn nhớ, đến bây giờ chị vẫn nhớ em. Có lẽ là vì cái tên nó ngộ, quá ngộ đi. Một phần nữa là cái anh này anh dẫn chương trình mắc cười lắm quý vị. Anh dẫn chương trình mà giống như là Sơn Đông Mãi Giỏ vậy đó. Anh mặc một cái bộ vest rất là lộng lẫy, nhìn như Michael Jackson vậy đó. Xong rồi, nghĩa là nói chung là cái mặt thì trời, cái mặt hay lắm, cái mặt cinematic vô cùng luôn. Mà dẫn quê trớt, dẫn quê trớt. Rồi, nghĩa là lúc đó chị đã ngồi liệm trên hàng ghế khán giả để quan sát em trong từng thước phim của Sông Lan. Nhưng mà nói với các tôi yêu nghe nè, cái dở đến thú vị á, đôi khi nó không phải là một cái sự bình thường,
đó là một sự tính toán thì sao? Có nhiều người thuyết âm mưu đó. Chứ một chàng trai thế này làm gì có chuyện đến vợ đến thú vị. Ừ, cái mặt nó thông minh như thế này đúng không? Em vợ bẩm sinh hay em là em vợ cố tình vậy? Dạ không, trong cái ca đó là em vợ thiệt chị, ca đó là em vợ thiệt chị. Sao em thi nghề MC, xong thi rất nhiều nghề không thi? Dạ em thích làm MC, không biết lúc đó tại vì sao. Có lẽ cũng vì cái trào lưu nữa. Lúc đó thì em thấy là mấy bạn trẻ đi học MC rất nhiều. Với lại là thời điểm đó thì rất là nhiều những anh chị MC mà đã mang cái tiếng nói của mình đến gần với lại khán giả hơn. Và MC mang để kiếm tiền nên là MC giàu lắm, giờ đây cũng muốn làm MC. Đó, nhìn chị Chắc Phi Mi với anh Quyền Linh là mọi người biết rồi đúng không? Khổ lắm quý vị ơi, đừng tham đừng vô cái nghề này nữa. Đưa đẩy sao đến đó gặp được chị Chắc Phi Mi xong cái rớt. Vậy là không hên rồi. Em gặp người này không hên rồi đó. Em phải gặp anh. Phải gặp anh Linh đi, đúng biết rồi. Đâu giờ em làm một lần rồi xong xin làm lại một lần nữa. Ai cho? Thì... mà lúc đó mọi người đói gần muốn chết rồi, ngồi chấm từ sáng. Mà anh này anh cứ đứng đó anh xin là cho em cơ hội nữa đi. Mà mình đói muốn chết, ở ngoài một đống thí sinh đang chờ. Mà mình tiếc là ông này em có cái... Miu thì lại mê đàn ông có râu đẹp và xương quai hàm đẹp. Mà cái xương quai hàm của cái anh này anh đẹp quá rồi, cái hàng ria mép anh đẹp quá đi. Mình cũng quay qua mình năn nỉ anh đạo diễn thôi cho anh này thêm một không được đâu Miu ơi, phải đằng ngoài còn nhiều thí sinh nữa. Thì em mình đã hút duyên từ đó. Dạ. Anh nói thiệt em, nếu mà anh chấm Liên Minh Phát á mà ai cho rớt á, anh sẽ ra ngoài anh đào tạo cho trở thành một người có tài để chứng minh rằng ban giám khảo bữa đó sai. Tôi rảnh quá. Hôm đó tôi quá rảnh. Ủa không rảnh thì sao đó sẽ làm? Tôi không làm thì có cái anh bạn của tôi là anh Lê Ông, anh đã làm mới có cái xong làm để làm coi. Trời ơi, ta nói là lọt sàn xuống nia. Nhưng mà mất bao nhiêu lâu sau khi em nỗ lực với nghề dẫn chương trình để em gặp Lê Ông? Cái thời điểm lúc đó hình như là vừa tốt nghiệp xong là cuối 2014 là em đã đi làm. Và em cũng đã làm công việc của một người dẫn chương trình rồi. Ở những cái sân khấu nó nhỏ hơn. Cho tới khi là gần cuối năm 2017 thì là em mới tham gia casting phim Sông Lan. Thì chắc đâu đó cũng khoảng tầm năm mấy hai năm. Một năm mấy hai năm sau. Đóng phim dễ không? Em thấy không dễ. Không dễ hả? Dạ. Em đóng phim Sông Lan quay bao lâu? Tại vì phim đó là cái phim đầu tiên em tham gia. Mà lần đầu tiên anh biết em casting mà được tham gia, mà được thông báo kết quả, mà được tham gia phim với một cái vai chính. Thì lúc đó mình giống như là wow, giống như là kêu không tin nữa. Thì lần đầu tiên được trải nghiệm trên phim trường. Và cái phim đó phải nói là nhiêu khê. Tại vì bây giờ chắc ai cũng biết là Sông Lan là một bộ phim kinh phí không có nhiều. Đó, chính vì thế thì mọi thứ nó đều có cái sự khó khăn chút đỉnh trong đó. Kể cả em, diễn viên. Sao Sông Lan thì em có tin là em... Sau khi mà xem cái bản nháp đầu tiên, chắc chắn là các nghệ sĩ sẽ được xem đầu tiên. Thì em xem xong em cảm giác thế nào? Em xem được một lần trước cái ngày công chiếu. Thì cái lúc đó là không phải là trước sát ngày, mà là cái bản đó nó vẫn chưa hoàn thiện đâu. Nó thời lượng nó vẫn còn dài lắm, nó vẫn chưa cắt xén gì hết á. Thì em xem lúc đó thật sự là đúng là em là một người phải nói là tay ngang, học ở du lịch mà, thì cũng không có nhiều kiến thức về điện ảnh. Thì xem thì chỉ thấy là mình chỉ chú tâm vô cái diễn xuất của mình thôi. Và thấy là ôi chết rồi, sao mình diễn khúc này bị đơ quá vậy ta. Ôi chết rồi, sao không biết có sao không, rất là lo lắng. Nhưng mà anh Leon nói yên tâm, cái này chỉ mới là cái bản thô thôi, còn bản dựng thì nó cộng hưởng nhiều cái vào nữa, thì nó sẽ có một cái bản hoàn chỉnh hơn. Cho đến khi mà cái ngày công chiếu á, thì em mới được ngồi xem cùng với lại mấy anh chị khán giả, nhà báo, rồi mấy anh chị đồng nghiệp khác nữa. Thì đúng là rất là hồi hộp luôn. Tại vì vừa xem mà, tại vì lúc đó cái màn hình nó quá to. Lần đầu tiên mình ngồi xem mình trên một cái màn hình to vậy. Mà tim đập thình thịch, giống mình chết rồi, lỡ mà có cái gì không tốt cái không biết chui đâu, không biết đào lỗ đâu chui trước đây. Kiểu như vậy, đó, rất là lo. Rồi sau đó liên tiếp là gần như một năm ròng rã đi từ giải thưởng này đến giải thưởng khác, bước chân ra thị trường điện ảnh quốc tế, được nhìn nhận một cách công bằng trong những cuộc chơi rất là fair play, được trân trọng. Liên tiếp Liên Minh Phát xuất hiện, không phải là anh chàng giang hồ đòi nợ, không phải là anh chàng bụi bặm. Liên tiếp tụi chị ở nhà ngóng theo từng bước chân của các anh em đi, tất cả niềm hãnh diện không phải là vì yêu quý em đâu, em đừng có cảm ơn chị. Mà vì cái điều mà em đại diện cũng là cái điều mà em được học đó. Văn hóa Nam Bộ mình, văn hóa của thành phố mình, ký ức về những năm 80, 90 sẽ được thế giới đón nhận như thế nào. Mỗi lần Sông Lan đạt được thêm một thành tích mới là trong mình hễ hả
cải lương người ta coi, người ta chịu. Sài Gòn thời bao cấp nó đẹp theo kiểu của nó. Người ta coi, người ta hiểu kìa, người ta thích kìa. Cái cảm giác của em lúc đó như thế nào? Khi mà bắt ngay lập tức bắt cái anh chàng học trường Tôn Đức Thắng phải hòa nhập vào những cái buổi lễ long trọng ở trên thế giới đó. Chắc chắn là choáng ngợp là cái cảm giác đầu tiên. Nhưng mà tiếp theo đó nữa là em từ từ dần dần em thích nghi và em học hỏi được nhiều thứ. Và em biết được wow, một cái thảm đỏ quốc tế thì nó sẽ như thế nào. Lần đầu tiên sau Sông Lan thì cái giải thưởng đầu tiên tham gia đó là cái giải thưởng ở bên Tokyo. Đó là giải thưởng quốc tế của Tokyo. Thì khi mà lần đầu tiên được bước trên cái thảm đỏ đó, em thấy là máy quay có cần phải nhiều đến như vậy không? Quá nhiều. Ôi. Thật sự là choáng ngợp. Giống như lên thiên đường vậy đó. Đó, không, mình không tưởng tượng được là mình phải sẽ được bước trên cái thảm đỏ đó. Rồi cho đến khi mà được ngồi trong cái rạp phim ngày đầu tiên để mà cùng xem cái buổi screening, để mà cùng với tất cả mọi người báo chí ở bên quốc tế họ xem, thì cái cảm giác đó mình vẫn không tin được. Mình được ngồi trong một cái rạp phim quốc tế thì đó là một cái điều mà mình thấy là mình vô cùng may mắn so với là những bạn trẻ đồng trang lứa của mình đó. Chắc chắn là mấy anh chị đi trước, dạ, mấy bao nhiêu tác phẩm điện ảnh Việt Nam còn chưa có được cái cơ hội may mắn như vậy. Đó là điều may mắn nhất mà người ta nói rằng là mình không có chọn nghề mà nghề chọn mình, và trong đó cũng là may mắn cái số phận đó. Chứ biết bao nhiêu hàng triệu người mong muốn điều đó mà không có đâu nha. Dạ. May mắn đó. Anh nói thật sự, nếu như cái phim nó có tiền, tiền rất nhiều, thì cũng chưa chắc tới em. Anh phải khẳng định điều đó. Trời anh ơi, quỹ tài chánh của Sông Lan mà lớn là Quỳnh Linh rồi chứ đâu có chưa chắc. Cuộc đời mình phải nói là nếu có may mắn, nhưng mà may mắn không chưa đủ. Nếu ta không có sự cố gắng, mình nỗ lực thì cũng không thành công. Đúng. Và ở đây chúng tôi muốn nói đến sự nỗ lực và cố gắng của Lê Minh Phát. Em cũng nghĩ là con người mình khi mà ở trong cái thế giới này, mình là chủ thể và mình có thể tạo ra được cái sự may mắn. Tại vì đâu đó em có đọc được cái trang sách nào đó là bí mật của may mắn. Khi mà em đọc cái cuốn sách đó xong là trong người em nó cảm thấy là có rất là nhiều động lực. Bởi vì em thấy là con người ta có thể tạo ra may mắn, mình cũng vậy. Thì có nghĩa là em đoán là thí dụ như mình chuẩn bị cho mình càng nhiều kỹ năng, và khi mà mình có càng nhiều tay đi thì bóng nó tới tay nào mình cũng chụp được. Còn nếu mà thí dụ bóng người ta dục vô lần 5 trái nhưng mình không có tay nào để chụp hết thì nó cũng đi thôi. Có nghĩa khi may mắn đến mà bạn không có cái để bám víu thì nó cũng rớt. Đó, thì em bám vào cái chân lý đó để mà mình. Trước lúc mà Sông Lan em đâu có nghĩ là em là diễn viên đâu, nhưng mà em vẫn đi tập cascader, em vẫn đi tập thể thao hay là học hành gì đó. Nói chung là những cái gì mà em muốn, ok, mình hãy thử thôi, là mình có duyên với nó. Vậy chúng ta phải tạo nên những cái kỹ năng chúng ta trước khi, dạ, mà chúng ta bước vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó cũng sự nỗ lực đó chứ. Nói một cách khác là mình phải bị ám ảnh bởi cái tham vọng của mình vô cùng, cho đến khi mà cái năng lượng nó sẽ hấp dẫn năng lượng. Khi mình cứ nghĩ đến là tôi muốn được làm nghệ thuật, tôi muốn lắm, cách nào cũng được, tôi muốn lắm. Muốn như cái ngày lần đầu tiên chị gặp em, thì khi mà chị biết đó là Lê Minh Phát sẽ vào vai chính, chị có trò chuyện với lại Leon trước khi phim bấm máy, thì khi mà chị nghe rằng là chọn được rồi, nó sẽ là Phát, thì chị nói ok, khuôn mặt thì được rồi đó, nhưng thôi chết rồi, cái thằng này nó cùng lầm dữ lắm, rồi nó tâm lý ư, nội tâm ư, rồi làm sao, rồi không lẽ rồi cứ mang cái mặt rất là ngầu. Em nói là cái mặt của Phát ngầu lắm, mà nó mở miệng ra là trật quất. Bây giờ Lê ông ơi, bây giờ phải cho Phát đóng làm sao mà đừng có cho nó mở miệng, nó nói chuyện, nó nói họ ảnh phù lần. Trời ơi, trong một thế giới thông minh như thế, trong một thế giới hiện đại như thế, trong một thế giới nó đẹp như thế, đâu có dễ mà tìm được cái một sự cù lần đâu em. Đây mới là sự thông minh nè. Sự cù lần hiếm hoi. Ủa hiếm hoi, anh nói thật sự. Anh nói cái gì cũng đẹp hết, cái gì cũng sạch sẽ, cái gì cũng ấy thì ai cũng lanh lợi, vậy thì còn cái gì thú vị trong cuộc sống nữa. Tiếp theo trong Sông Lan thì khi mà khuôn mặt của Lê Minh Phát lại xuất hiện trong một cái game show truyền hình đòi hỏi sự nhanh nhạy, quyết chiến, tính cạnh tranh cao nhất của tất cả những người chơi tham gia, thì anh này chính bởi cái sự chậm chạp, kém với mọi người, ai chơi gì cũng thắng ảnh, là cái điều hồi nhỏ là giống như là bị đừ á quý vị. Chính ra cái đó nó lại tạo nên một cái thiệt cảm bất ngờ. Một là giỏi thiệt là giỏi, hai là dở thiệt là dở để người ta chú ý. Cá nhân chị nha Phát, khi mà chị nhìn thấy cái khuôn mặt của em xuất hiện ở trong game show thực tế, chị nói thôi chết rồi, chị không thích đường đi đó của em. Chị sợ là em đã đi lệch kênh rồi. Và lúc đó thật sự là chị rất là lo. Khi không, mà em nghĩ về sai rồi. Em nghĩ thế
theo anh thế này nè, đó cũng là một cái may của Liên Bỉnh Phát. Nếu sao Song Lan đó, bởi vì điện ảnh bây giờ rất là khó để vào một vai nào đó, rất khó để đóng một cái vai nào đó nó như Song Lan, rất khó để có một phim nào nó như Song Lan, cơ hội rất ít để Liên Bỉnh Phát có thể xuất hiện nữa. Vì trong thời gian chờ đợi đó, Phát có thể xuất hiện trên truyền hình, Phát có thể xuất hiện với rất nhiều cái truyền thông để có thể chứng minh được mình là đa dạng. Thì từ đó các đạo diễn điện ảnh lại tiếp tục nhìn Phát với một cái cách nhìn khác nữa. Chứ bây giờ em đóng xong phim mất tiêu luôn. Thật sự nói trong cái giới truyền thông hiện nay, chúng ta lặn nha, 1 tháng, 2 tháng đến 3 tháng là người ta mất tiêu rồi. Thì nếu em không xuất hiện thì sẽ quên một Liên Bỉnh Phát đi. Đây là một sự thông minh đó chứ, không phải dở đâu. Em sau cái thành công đáng hài lòng của Song Lan sau một năm trời liên tiếp là hết giải điện ảnh này đến giải điện ảnh khác, và sau đó là không có gì nữa. Em có trông chênh cái cảm giác mà hơi lo lắng là có, tại vì nhưng mà cũng may mắn là em luôn tự khích lệ mình, tại vì em nói là mình là một người cũng mới bắt đầu, không phải là về tuổi tác mà là về kinh nghiệm diễn xuất và về con đường đi của mình. Cho nên là có nhiều anh chị em quan sát thấy là có người đôi khi họ 2-3 năm, 3-4 năm họ mới tham gia phim một lần, nhưng mà mỗi lần tham gia phim thì họ phải để làm cái dấu ấn mạnh cho khán giả. Em cũng muốn theo cái kiểu như vậy, có nghĩa là mình không cần phải xuất hiện một cách quá nhiều. Thật sự là sau Song Lan thì em có nhận được khá là nhiều lời mời ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng mà tại vì cả em và em có một team cũng đồng hành cùng với em, cũng đã cân nhắc với nhau. Em và team là giống như nãy giờ anh với chị là đại diện cho hai cái luồng ý kiến đó. Là trong team có luôn một người là chỉ muốn thuần em theo hướng art house, là chỉ phục vụ đúng nghệ thuật. Một người là họ cân bằng được, giống như anh Quyền Linh thì họ muốn mình phải có commercial trong đó. Thì có hai hướng như vậy, nó đều đẩy em đi. Đó là lý do vì sao mà em lại vừa tham gia Song Lan mà lại vừa tham gia Chị Đi Chợ Chi. Thì mình cứ chơi thôi, tới đâu hay tới đó. Wow, tới đâu hay tới đó là một cái cách suy nghĩ của một anh chàng may mắn, là một cái gì đó sẽ vẫn còn tiếp nối không đến ổn. Với mình không ổn nếu em suy nghĩ tới đâu hay tới đó, anh nghĩ không ổn. Theo anh đó nha, Phát nên trao dồi cái kỹ năng cho mình. Nếu như Phát muốn có một vai ở điện ảnh nữa, có thể em phải học một cái lớp về diễn xuất, có thể em sẽ tham gia những cái liên quan tới điện ảnh để em hiểu hơn về điện ảnh. Bởi điện ảnh không dễ chút xíu nào cả đâu. Có thể đó là một cái may mắn của em thôi. Còn điện ảnh để trở thành một cái vai để đời đó vô cùng khó. Em có một vai này rồi thì anh nói thật sự, nếu mà em không học, không trao dồi thì không bao giờ em có một vai thứ hai nữa. Cái điều nguy hiểm đằng sau thành công đó là bạn sẽ bưng luôn cái nhân vật cũ của mình đó vào tác phẩm mới. Vậy thì em có làm điều đó không? Em có trao dồi hay không? Hay là em cứ chờ đợi, hay là em cứ cái team của em cứ phân tích này kia. Chúng ta phải đi học thôi, phải trao dồi thôi. Dạ, em có làm cái công tác đó. Dạ, tại vì em nghĩ là học thì mỗi người sẽ có một cái phương pháp, và em cũng có một cái phương pháp cho mình. Giống như trước khi tham Song Lan thì em xác định là mình sẽ thử sức ở lĩnh vực này. Và khi mà Song Lan nó mang đến cho em một cái sự giới thiệu đến mọi người như vậy, thì em nói là ok, mình sẽ quyết tâm mình đi với nó. Và ở thời điểm này, từ cái lúc mà sau khi Song Lan công chiếu cho đến bây giờ, thì em vẫn đang vững một cái hướng đi, đó là em đang muốn chơi với nó, chứ không phải là chỉ là dạo chơi nữa, mà là muốn chơi với nó luôn. Muốn chơi với nó, chơi với nó. Muốn kết hôn, yeah. Nói đúng hơn là muốn kết hôn với điện ảnh đó. Câu kết hôn mới là chính xác. Yeah. Bởi vì một cái tình yêu điện ảnh á, chúng ta phải kết hôn và sống ở đời kiếp điện ảnh luôn. Và anh nghĩ rằng là cái con đường không có gì khác là đi học và trao dồi thật kỹ. Bởi vì khi em học rồi đó, em mới biết được mình phân tích nhân vật, mình mới thay đổi nhân vật thế nào, mình mới định vị nhân vật thôi thế nào, và mình mới hiểu tiết tấu nhân vật thế nào. Chứ không phải vì một phim nổi tiếng đó mà mình thành công nhiều vai khác đâu, không bao giờ có điều đó cả. Điện ảnh nó khó vô cùng tận luôn, nó rất dễ, ai cũng có thể đóng phim được hết, nhưng mà chỉ một lần một thôi, không ai có thể thành công đến vai thứ hai, thứ ba ở điện ảnh cả. Đôi khi em nghĩ vậy. Cái thành công của Song Lan đã vô tình vừa là một cái ân phúc may mắn cho sự nghiệp của Liên Bỉnh Phát, nhưng vừa là một em gọi là thập giá nghệ thuật rất nặng trên vai bạn. Giá như cái phim đầu tiên của bạn chỉ là một phim truyền hình,
giá như phim thứ hai của bạn bắt đầu nổi tiếng hơn, trở thành một web drama được nhiều người xem hơn, giá như phim thứ ba của bạn là một phim điện ảnh không thành công lắm, bạn có thể kiên nhẫn leo từng bậc thang từ từ, đùng một phát Sông Lan. Nếu phim thứ hai của bạn chỉ cần kém hơn Sông Lan một chút xíu, ngay chính trong mình cũng là sự hụt hẫng, ngay trong khán giả và thị trường là sự so sánh. Em đang ở trong một thế, nãy giờ chúng ta nói thấy có vẻ như là anh chàng Lý Minh Phát sinh ra là bọc điều may mắn quá, rồi dẫn dẫn tự dưng cái nổi tiếng trong đoạt giải quốc tế. Nhưng mà cái em nghĩ là cái vương miện của sự thành công nó giống như là cái mũ gai vậy đó, đội lên đầu nó nhức dữ lắm em ơi. Và chúng ta phải vượt qua cái điều đó, và chắc chắn rằng em phải cọ sát nhiều hơn với điện ảnh nữa. Theo anh là phải khổ luyện đó Lý Minh Phát. Không gì là không thể đâu, có thể có một vai thứ hai nó hay hơn Sông Lan. Việc mà mở ra một cái cơ sở kinh doanh ẩm thực cho gia đình có phải là một sự khôn ngoan của em là tích cóp khi mình còn có thể? Thật ra thì nói tới đây thì là em cũng chia sẻ một chút xíu, đó là đây là một cái quán, một cái hình thức kinh doanh mà em gọi đó là cái kỷ niệm của ba anh em. Tại vì nhà em là có ba anh em trai, em là nhỏ nhất. Ngày xưa lúc mà em mới bắt đầu sinh ra thì là ở nhà ba với mẹ đã bán cái món cháo đó rồi. Tức là cái món cháo đó nó gắn liền với ba anh em, nuôi ba anh em lớn lên ăn học. Đó, cho đến bây giờ thì cái quán cháo đó đã đóng cửa rồi, là đã mấy chục năm rồi. Cho nên bây giờ khi mà ở lại đây thì ba anh em mỗi người làm một lĩnh vực khác nhau, ít có thời gian mà ngồi lại với nhau nữa. Anh em trai nữa đôi khi thiếu tiền thì ok mượn hoặc là trả thôi, cho tiền này kia thôi, cũng ít khi nào mà ngồi lại ngồi tí tê nói chuyện với nhau. Thì thôi em nghĩ đây cũng là cái dịp mà để mà cho ba anh em có cơ hội mình tụ lại với nhau. Đó là một cái quán cháo kỷ niệm của ba anh em. Ba anh em mới là mở cái quán cháo đó. Ông thí dụ ba mẹ có nghe thấy cũng vui. Em biết không, trong con người của Lý Minh Phát có lẽ có rất nhiều góc độ mà anh chị cũng chưa được tiếp cận nhiều. Nhưng em nghĩ em luôn đoán rằng có một cái góc như thế này bên trong con người cái cậu này. Và chính cái góc này dẫu là cậu có thể hiện ra hay không á, làm cho khán giả yêu cậu ấy. Trong mọi thứ mà Lý Minh Phát làm đều có cái tình trong đó. Tha thiết được là người dẫn chương trình, tha thiết được giới thiệu về văn hóa Việt Nam, tha thiết được đóng trong một bộ phim mà nó cũng có liên quan đến cái điều đó, và tha thiết muốn mở một quán không phải hẳn là vì lợi nhuận hay là điều gì vậy? Vì cái tình. Vậy thì sao Sông Lan, rồi sao cái game show đó thì Lý Minh Phát làm gì nữa? Sau Sông Lan và sau cái game đó thì tính ra là đây cũng mốc một năm. Trong một năm đó thì em vẫn là em của trước kia thôi, vẫn là hàng ngày đi tập thể dục, vẫn trau dồi kiến thức, vẫn học tiếng Anh, vẫn làm mọi thứ và vẫn có những cái sở thích của mình. Bên cạnh đó thì có nhiều cơ hội hơn đến với mình ở lĩnh vực kỹ thuật. Ví dụ như được tham gia game show ngồi đây cùng nói chuyện với chị, anh chị đây. Nếu mà trước đó thì làm sao mà có cơ hội em ngồi đây được. Đó. Cũng giống như vậy, cũng có nhiều cái cơ hội giống như vậy. Thì nói đúng hơn là trong một năm nay thì em đã dần dà tiếp xúc với nghệ thuật nhiều hơn. Ở không bằng cách này thì bằng cách khác, không bằng phim thì bằng game show. Nhưng mà dù gì đó cũng là cái bước đầu tiên em đã đạt được rồi. Em nghĩ là mình cần phải muốn được làm nghệ thuật. Em đã cân nhắc bao nhiêu lâu? Một năm, hai năm rồi? Em đã cân nhắc đến bao giờ nữa cho đến khi em xuất hiện lại trong một tác phẩm nghệ thuật thực sự? Thật ra là em cũng có những dự án điện ảnh mà em cảm thấy là nó thích hợp với mình, là mình sẵn sàng đi casting. Có những phim mà họ mời nhưng mà em thấy là em không thầm làm tốt được cái vai đó, là em không tham gia được. Cho nên là trong suốt một cái quãng đường đó thì em có nhận được những lời mời nhưng mà em không tham gia. Em có được gửi hộ, em gửi profile đi casting nhưng mà không đậu. Em chị vẫn, cảm em thấy vẫn rằng làm là công việc của em đang lưỡng lự hơi lâu đó. Bởi nãy anh nói chúng ta bắt đầu từ số 0 thì chúng ta cũng chẳng có gì để mất cả. Chúng ta công nhận cái sự may mắn đó và sự nỗ lực của mình, nhưng mình đừng có bám lấy cái hào quang đó mà giữ hoài luôn rồi cuối cùng chẳng có một cơ hội nào để tạo cho một hào quang mới nữa. Chúng ta không chịu xông pha, chúng ta không chịu bị thương thì chúng ta không thể nào tạo nên cái sự thành công tiếp theo nữa. Anh nghĩ rằng thế này nè, nghệ thuật nó đa dạng lắm. Để em chờ một bộ phim, em chờ một vai diễn, em chờ một ông đạo diễn đó, nó khó vô cùng, giống như mò kim đáy biển. Điện ảnh không bao giờ mình có thể có sự lựa chọn. Tại vì mấy ông học đạo diễn giờ đi dẫn chương trình hết. Đúng rồi, anh nè. Anh học điện ảnh, anh học đạo diễn điện ảnh, anh học sân khấu, anh là diễn viên chuyên nghiệp, anh là diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu, nhưng cuối cùng anh lại dẫn chương trình.
Vậy thì chúng ta không thể nào chọn cho mình một cái nghề được mà nghề là chọn chúng ta. Vậy thì có cơ hội chúng ta cứ thể nghiệm đi, cứ trải nghiệm đi. Chúng ta sẽ lớn dần trong nghệ thuật. Ý kiến của anh nha, cá nhân thôi. Nếu có cơ hội, em cứ trải nghiệm đi. Nếu em có sai lầm, em có không hay vai đó thì cũng không ai trách em đâu. Bởi vì người ta không lấy cái thành công của em mà để chơi vai cái này đâu, mà xem em như là một cậu bé. Nghệ thuật là một sự trải nghiệm, có trải nghiệm mình mới lớn lên. Nghĩ là em sẽ chờ đợi bao lâu nữa để quay trở lại hoạt động nghệ thuật? Thật ra là em cũng đang tham gia một dự án phim điện ảnh rồi. Và đến bao giờ thì khán giả sẽ được tái ngộ em nào? Em nghĩ là trễ nhất là trong năm sau. Em có dám bảo đảm đó sẽ là một Liên Minh Phát rất khác hay không? Em thấy nó khác với em, khác với Dũng Thiên Lôi. Dạ. Khác tới cỡ nào? Khác tới nỗi mà em phải thay đổi về cả ngoại hình và cái tính cách. Trời ơi, đừng đập cái gì hết em ơi, đừng đập đi thì xoay lại cái gì hết. Ổn rồi, định sửa cái gì vậy? Em sẽ sửa cái gì? Đó là nhân vật trong phim nè chị, nhưng mà khi ra ngoài thì vẫn là như thế này thôi. Là không có cái gì sửa vĩnh viễn phải không? Ok, giữ hiện trạng như vậy nha, mọi thứ đang ổn nha em. Đây, cảm ơn Liên Minh Phát rất là nhiều. Anh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cuộc trò chuyện rất là thú vị với một người trẻ tuổi, với một sự may mắn sau một đêm chúng ta nổi tiếng ha. Và những gì chúng ta đang có, chúng ta hãy giữ lấy và cũng không ngừng phấn đấu, có thể làm lại từ đầu, bước thương đầu tư, những nấc thang đầu tiên để có sự trải nghiệm. Đừng chờ đợi em nhé, cuộc sống là không chờ đợi, theo anh là như vậy. Và chúc cho em thật nhiều thành công trong cuộc sống, và anh chờ đợi một tác phẩm tiếp theo của Liên Minh Phát. Em cảm ơn anh Linh rất nhiều. Nói chuyện với Linh, với chị Trạch Thiên Miêu nãy giờ đúng là giống như là em đang được tiếp thêm cái động lực, tiếp thêm những cái giống như là ok. Bình thường ví dụ như mình ngồi trên giường, mình không lết ra được đi tập thể dục, thì có người là kêu đi tập đi, làm đi. Đó là một cái mà em thấy là nó hơn cả những cái lời khuyên. Nó không chỉ là lời khuyên mà nó là những cái mà nó tiêm vào đầu mình. Khi mà anh nói hay là chị nói là em đang chú ý lắng nghe. Chị chỉ muốn nhắc cho em nhớ nhân vật đầu tiên, giống như người tình đầu của mình không bao giờ mình quên được, Dũng Thiên Lôi. Anh ấy, em nhớ khi anh ấy chạy xuống cái cầu thang của khu cư xá cũ với tất cả sự sôi nổi, với tất cả sự hồ hởi, đến nỗi cái tay vịn cầu thang đã rung lên trong góc máy. Anh ấy đã làm tất cả, dẫu biết rằng là không thể, dẫu biết có thể vô vọng thôi, chỉ để chạy đến ngưỡng cửa của thánh đường nghệ thuật rồi ngã gục xuống trong một cái chết đẹp tuyệt vời. Và người ta vẫn, chị cảm thấy rằng là cuộc đời của Dũng Thiên Lôi dẫu chưa bao giờ được là ông thầy đờn thật sự, nhưng là được chạy bằng hết trái tim mình đến với thánh đường nghệ thuật, rồi có gục ở trước cổng đi chăng nữa cũng là một cuộc đời thật là đẹp. Đừng bao giờ quên những cú máy cuối cùng của nhân vật Dũng Thiên Lôi, người tình điện ảnh đầu tiên của em. Và hãy sống, yêu và lăn xả, bán hết của nã cũng được, chỉ để khoác lên vai cây đàn và đi đến tận cùng với cuộc chơi nghệ thuật của mình. Cảm ơn Liên Phát rất nhiều. Cảm ơn Trác Thiên Miêu. Thưa quý vị, chúng ta vừa giải mã xong câu chuyện của Liên Minh Phát, và mong rằng anh ấy sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa. Mong rằng con đường nghệ thuật của anh ấy, dẫu rằng có nhiều chông gai, nhưng cũng sẽ tiếp nối những thành công tiếp theo.